Hello, chào mừng các em tới với kênh channel Toy Hunter. Và hôm nay anh có săn được một món quà ha. Đó là súng nơ, hiệu nơ ha. Súng có tên là Zombie Chucker, là tạm dịch là cuộc tấn công của zombie ha. Và ở đây có cái chữ gọi là road cut, cắt ngang ha. Cái này hãng sản xuất là Hasbro ha. Và ở đây ta có yêu cầu độ tuổi là trên 8 tuổi ha. Và ở đây có 4 viên đạn, một cây súng của nó có 4 viên đạn. Và lời cảnh báo ở đây là không nên bắn vào mắt và mặt ha. Bây giờ ta sẽ coi mặt sau của cây súng này nha các em. Vâng, mặt sau của cây súng này nhìn cái mẫu thiết kế ở đây rất là đẹp ha. Ở đây là cái lưỡi cưa ha. Và ở đây súng ta có hai nòng. Hai nòng. Và ở đây khi mà ta kéo cò và cò ở trên là bắn đạn ha. Còn cò ở dưới nữa thì ta sẽ review bên trong nó sau ha. Và ở đây ta có cái độ tuổi nguy hiểm, không nên cho trẻ dưới 3 tuổi chơi ha. Và hãng sản xuất của đây là hãng sản xuất Hasbro. Còn về nếu mà các bạn và các em sợ mình mua nhầm hàng á, thì ta có thể check mã ở đây ha. Mã ở đây. Và ở đây người ta có Facebook và trang web và YouTube ha. Đây các em thấy, đây là Facebook ha, đây là hãng sản xuất. Và ở đây là trên trang YouTube người ta cũng có nữa ha. Và ta sẽ review ở trong nha các em. Vâng, sau khi ta mở cái hộp ra ha và thấy một cái súng rất là đẹp ha, nhìn ở đây như một cái lưỡi cưa nha các em ha. Nhưng mà thật sự cái lưỡi cưa này bằng bằng mốt ha, rất là mềm như các em thấy, rất là mềm mà mịn ha. Nhưng mà ta cũng không nên làm chúng vào mặt ha, đó rất là nguy hiểm. Ở đây người sản xuất, nhà sản xuất ở đây người ta có cảnh báo ở đây, ta cảnh báo bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và có thể là tiếng tiếng Đức ha. Nhưng mà ở đây ta nhìn cái tổng thể của cây súng Zombie này á, thì nhìn ở đây giống như một cái cây mỏ lết, cây mà để dạng dụng cụ ốc vít ha. Ở đây là ốc vít ở đây nè. Còn đây là nhìn giống như là mình quấn băng keo lại á. Và ở đây là ta có hai cái cò súng ha. Một cái cò để bắn súng và một cái cò này để ta quay cái lưỡi cưa ha. Như các em thấy. Ok, rất là đẹp. Vậy còn súng mà hoạt động bắn như thế nào thì ta có thể kéo cò đây ha. Vâng. Rồi ta bắn ha. Các em nhìn. Súng này bắn bằng hơi, bắn bằng lò xo ha. Nên kéo nó cũng hơi nặng so với độ tuổi mà từ 5 tuổi, 6 tuổi. Nhưng mà anh nghĩ là 5 tuổi, 6 tuổi có thể kéo được ha. Và 8 tuổi thì rất là ok. Và bây giờ ta sẽ coi cái đạn của súng này ha. Súng này gồm có ở đây người ta tặng cho 4 viên đạn nữa ha. Bây giờ ta sẽ coi viên đạn nó như thế nào ha. Vâng, còn phần về đạn của nó thì chúng ta thấy ha. Đạn này đạn bằng mốt nha các em. Đạn bằng mốt. Và cái đầu đạn của nó rất là mềm. Ở đây tại sao người ta thiết kế một cái lỗ hơi đây ha. Ở đây đạn rất là mềm nên nhiều khi có va chạm vô thì cái hơi sẽ đẩy ra và nó sẽ không làm bị đau ha. Này súng đồ chơi của trẻ em nên người ta thiết kế người ta tính cũng rất là kỹ rồi, sẽ không làm sát thương ha. Và bây giờ anh sẽ test cái súng bắn thử xem có làm đau người khác không ha. Vâng,
Và bây giờ ta sẽ test thử trên cái bong bóng này ha, xem bắn ở cự ly gần nó sát thương nó có thể bể bong bóng không. Cự ly khoảng được khoảng 1 mét ha. Bây giờ ta sẽ bắn thử nha. Vâng, và bây giờ ta sẽ thử cưa cái bong bóng này nó như thế nào ha, coi nó có bể không ha. Như các em cũng thấy ha, cái bong bóng này nó cũng rất là căng ha, bong bóng rất là căng ha, có thể bể bất cứ lúc nào, nhưng mà ta cưa vào thì nó sẽ không bể ha. Ở đây cái lưỡi cưa này xài bằng mót nên nó sẽ không tác hại gì tới da người ha. Vâng, video tới đây là hết ha. Nếu các em đã coi qua video thì hãy like, hoặc có thể comment, hoặc nhấn subscribe giùm mình ha. Mong các em cuối tuần vui vẻ. Và nếu nhiều người xem video và like thì ta sẽ có thể làm nhiều video mới hơn ha, nhiều đồ chơi đẹp hơn, và nhiều những món những ví dụ như súng hay là Lego hay là bất cứ nhiều thứ món khác hơn, nhiều hơn ha. Chào và tạm biệt các em nha. Bye bye, hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye bye.